Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Nhằm ngăn chặn và hạn chế dịch bệnh lây lan, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tiếp tục tiến hành sản xuất các sản phẩm thử nghiệm dung dịch sát khuẩn do chiết xuất từ giỏ và hạt mãng cầu ta Tây Ninh. Sau đây, chúng ta cùng theo dõi ghi nhận về những sản phẩm sát khuẩn mà Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh đã sản xuất. Trong quá trình nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm từ quả mãng cầu, Nhóm nghiên cứu đã tận dụng nguồn phế phụ phẩm mãn cầu gồm vỏ, hạt, quả non, quả chín quá không bán được để trích polyphenol bổ sung cho nước rửa tay khô sát khuẩn dạng gel và xịt phun xương nhằm phòng chống dịch COVID-19. Sản phẩm được phân tích và đánh giá chất lượng bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Ngày 1 tháng 3 năm 2020, Trung tâm đã ký hợp tác liên kết công ty cổ phần y tế Thành Tâm tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, lấy tên sản phẩm Nước rửa tay khô Cleanwell để cung ứng kịp thời ra thị trường sản phẩm nước rửa tay khô bổ sung polyphenol từ giỏ và hạt mãng cầu Tây Ninh. Năm 2021, Trung tâm đã tiến hành nghiên cứu phát triển một số dòng sản phẩm sát khuẩn bổ sung chiết xuất polyphenol từ giỏ và hạt mãng cầu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình với chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn, lành tính, đối với con người và môi trường, gồm dung dịch sát khuẩn môi trường, nước rửa ra quả, nước lau sàn, kem dưỡng ẩm. Bên cạnh đó, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã tiến hành nghiên cứu ứng dụng chiết xuất polyphenol từ phế phụ phẩm ăn cầu trong bảo quản thực phẩm. Chiết xuất 100% nguồn gốc thiên nhiên từ vỏ và hạt mãn cầu chứa các hợp chất polyphenol tự nhiên có hoạt tính sinh học như kháng khuẩn, kháng oxy hóa, kháng nấm, di trùng. Ngoài ra, còn để làm giảm bớt lượng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, chất bảo quản còn sót lại trên bề mặt rau củ quả sau thu hoạch. Với cách này, rau quả đảm bảo sạch hơn, an toàn hơn nhưng quan trọng là vẫn giữ được độ giòn và tươi ngon của rau củ mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Hiện tại, sản phẩm nước rửa rau quả được gửi đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng. Trung tâm đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục liên quan để sớm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Cùng chung tay với tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã gửi tặng 3.500 lít dung dịch sát khuẩn môi trường đến các bệnh viện giả chiến và các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh để sát khuẩn môi trường trong khu vực khuôn viên bệnh viện, các phòng điều trị và hành lang. Vừa qua, tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chuyển giao mô hình xử lý nước phục vụ sinh hoạt cho trường học. Mô hình được lắp đặt tại trường tiểu học thị trấn Châu Thành A, huyện Châu Thành. Mô hình do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trực tiếp thi công từ các loại vật tư đơn giản gồm một bồn nước dung tích khoảng 2.000 lít, hai cột lọc và hệ thống các ống dẫn nước. Ưu điểm của mô hình này là chi phí thấp, xử lý nước dễ công suất lớn, chất lượng nước sau xử lý được đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các môi trường sinh hoạt tập thể. Công suất này là khoảng 3.000 lít trên một giờ. Và đối với hệ thống này nó rất là tiện lợi, cái hệ thống đường ẩm cụ chúng ta vẫn tận dụng được hết. Và khi lắp đặt cái này nước trở về cái vị trí trên bồn bình thường và khi đó là xài ổn định. Trước đây thì khu vực nước của trường rất là phèn cho nên là không có sử dụng được cho các cháu uống và sinh hoạt. Từ nay trở đi thì học sinh của mình được uống nước sạch hơn và tốt cho sức khỏe với lại hạt tiết kiệm được một phần ngân sách. Tổng kinh phí thực hiện công trình là trên 29 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị cũng tiến hành chuyển giao mô hình này cho trường mẫu giáo Hòa Hội cũng trên địa bàn huyện Châu Thành. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình khoa học công nghệ và đời sống ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.